Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Trần Sông Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến tham quan gian hàng giới thiệu quảng bá du lịch của Ninh Bình tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội năm 2023. Hội chợ lần này mang một ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc 10 năm hình thành và phát triển 2013-2023 với chủ đề Du lịch văn hóa vốn được xem là thế mạnh của Ninh Bình. Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Sông Tùng mong muốn và động viên các doanh nghiệp tích cực giới thiệu, quảng bá, cung cấp, giải đáp thông tin về những điểm đến, tour du lịch, các sản phẩm ô cốp của Ninh Bình tới du khách trong nước và quốc tế, qua đó tìm kiếm những tệp khách hàng mới, hướng tới những thị trường trọng điểm, tiềm năng, mở rộng cơ hội hợp tác, thúc đẩy loại hình du lịch văn hóa, tâm linh gắn với lịch sử của Ninh Bình phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có. Trong 2 ngày 13-14 tháng 4, gian hàng của tỉnh Ninh Bình đã thu hút hơn 11.000 lượt khách tham quan, các doanh nghiệp tiếp và làm việc với gần 750 đối tác, hơn 300 phần quà và các voucher giảm giá có giá trị từ 250.000 đồng đến 1,5 triệu đồng đã được trao tới du khách. Với thông điệp Ninh Bình, vùng đất của những kỳ quan, Ninh Bình mong muốn giới thiệu tại hội chợ những nét văn hóa đặc sắc, đẩy mạnh mùa du lịch lễ hội ở vùng đất cố đô nghìn năm lịch sử, tiếp tục khẳng định thương hiệu điểm đến thân thiện hàng đầu thế giới.